sự học là chìa khóa vạn năng mở ra nhiều cánh cửa, hướng con người đến chân trời mới, chân trời, chân thiện mỹ. Kho vàng không bằng một nan chữ, người không học nhưng ngọc không mài. Lịch sử dân tộc đã từng biết đến rất nhiều tấm gương hiếu học của các bậc hiền tài, đức cao đạo trọng như Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Mạc Đỉnh Chi, Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn, Hồ Chí Minh. Cùng với phong trào yêu nước và nếp sống nhân văn từ ngàn đời nay, hiếu học đã trở thành niềm tự hào, một truyền thống tốt đẹp lâu đời của dân tộc Việt Nam. Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, ngày 20 tháng 10 1996, 20 tháng 10 năm 2016, Hội Khuyến học Chư Sê nhìn lại những bước tiến của công tác khuyến học khuyến tài góp phần xây dựng xã hội học tập 13 năm qua. Hội Khuyến học huyện Chư Sê thành lập tháng 10 năm 2003. Trải qua chặng đường 13 năm xây dựng, hội đã vượt qua khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền giao và của hội đề ra. Đến nay, toàn huyện có 25.054 hội viên sinh hoạt ở 18 hội khuyến học của 15 xã thị trấn và 3 trường trung học phổ thông, gồm 371 chi hội, ban khuyến học ở cơ quan, trường học, thôn, làng, tổ dân phố, dòng họ, đồng hương, nhà thờ, nhà chùa. Về xây dựng phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập do Trung ương Hội Khuyến học phát động, từ năm 2006 đến nay, phát triển khắp ở các xã thị trấn đã được công nhận 1.573 gia đình hiếu học. Phong trào khuyến học trong dòng họ, đồng hương đã tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, có những dòng họ quỹ khen thưởng hàng trăm triệu đồng. Thúc đẩy, động viên khuyến khích con em hăng hái học tập, hạn chế lưu ban bỏ học. Các hội tổ chức khen thưởng học sinh giỏi, vinh danh con em đỗ đại học vào dịp gặp mặt đầu xuân hàng năm. Điển hình như Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế tại huyện Chư Sê, Chư Bứ trong nhiều năm qua có từ 10 đến 20 cháu nhận thưởng. Hội Đồng Hương của Thừa Thiên Huế tại Chư Sê, Chư Bứ thì rất là quan tâm cái việc động viên khuyến khích các cháu học hành. Tổng hợp hơn 10 năm qua thì như vậy là mặc dù số tiền không nhiều, khoảng hơn 30 triệu, nhưng mà chúng tôi thấy rất rõ được một cái điều, cái tác dụng rất tốt đối với con em. Cái khi mà nhận được cái giải thưởng của Đồng Hương rất là vinh dự. Thì cái này cũng thực hiện cái chủ trương của Hội Khuyến học của huyện, động viên các hội đồng hương, động viên dòng họ, vân vân, các ngành đoàn cấp để cùng làm khuyến học. Cái điều này là điều chúng tôi thấy rất là tốt, và Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế thì cũng thực hiện cái chủ trương này, và trong hơn 10 năm qua thì chúng tôi đã thực hiện tương đối tốt. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi thì phải nói là cái khuyến học thì duy trì rất tốt. Cái này được hỗ trợ là quan tâm từ huyện, khuyến học của huyện cho đến là cái dòng tộc. Thế thì trong năm thì đến giờ phút này thì có trên vốn trên 70 triệu. Hàng năm thì phải nói là tặng cho học sinh từ khá giỏi trở lên. Thế thì trong cái đợt vừa rồi thì có một học sinh là đạt với cái quốc gia là ở Hồng Bàng là có anh Thu Khoa. Chứ thì hàng năm thì coi như các cháu học sinh khác trở lên là mỗi cháu thì được 10 quyển vở và 200.000 để động viên cho các cháu. Khuyến học cho người lớn tuổi, Hội Khuyến học huyện phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 15 trung tâm học tập cộng đồng ở xã thị trấn. Mở ra nhiều lớp dưới nhiều hình thức, địa điểm và thời gian khác nhau, cần gì học nấy, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, chăn nuôi trồng trọt, chăm sóc cây trồng, sửa chữa điện, máy nổ, thợ xây cho 18.650 lượt người, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nổi bật là thị trấn Chư Sê, các xã Gia Bình Lan, Gia Gờ Lai, A Lờ Bá, Gia Tim và xã Dun. Trước đây thì mình bắt đầu trồng cà phê và tiêu, thì lúc đó mình chưa biết chăm sóc. Bây giờ thì mình biết chăm sóc rồi, thì cái vườn đó thì mình thu được 200 triệu.
cái vườn cho mình trồng 800 cây cà phê và là mới 100 trụ tiêu nữa. Thì năm vừa rồi thì mình thu được 200 triệu. Tôi bây giờ ấy, thì tôi cảm ơn cấp trên và là nhà nước. Thì bây giờ thì tôi có cơm ăn và là có nhà ở. Cảm ơn rất nhiều. Về xây dựng quỹ khuyến học, chỉ tính 5 năm giai đoạn 2010-2015, quỹ khuyến học vận động nhiều nguồn đã đạt kết quả. Ngân sách huyện hỗ trợ học sinh sinh viên dân tộc thiểu số thi tốt nghiệp trung học phổ thông 350 triệu và gần 2 tỷ cho học sinh lớp 10, 11, 12 xã Ayun. Phòng lao động hỗ trợ trực tiếp cho các trường trong huyện bằng tiền và hiện vật trị giá 1,2 tỷ. Ngành giáo dục vận động các thầy giáo, cô giáo, viên chức, nhân viên ủng hộ quỹ khuyến học nửa ngày lương một năm. Tổng số quỹ khuyến học các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các cá nhân trong và ngoài huyện đã ủng hộ để phục vụ cho sự nghiệp giáo dục là 25 tỷ 828 triệu và 8.864 m vuông đất. Trong đó, các doanh nghiệp 1.808 triệu, doanh nghiệp Ánh Dương 850 triệu, Ngân hàng Nông nghiệp huyện 450 triệu, Tập đoàn Viettel tặng 120 chiếc xe đạp trị giá 1 triệu đồng một chiếc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 150 triệu, Quỹ khuyến học dòng họ, đồng hương, nhà thờ, nhà chùa 735 triệu, Quỹ khuyến học xã, thị trấn, trường học là 8.355 triệu. Có những hội viên tự bỏ tiền cá nhân hỗ trợ cho những học sinh dân tộc thiểu số nghèo như ông Nguyễn Xuân Tảo, Chủ tịch Hội cựu giáo chức huyện, Hiệu vàng Kim Tuyết, ông Nguyễn Kiểu ở thị trấn Chư Sê, các thầy giáo, cô giáo trường Trung học Phổ thông Trường Chinh, Hội khuyến học xã Gia Ban hỗ trợ mỗi tháng 200.000 đồng cho một cháu, từ lớp 10 cho đến đại học. Đó là việc làm đầy tính nhân văn và nghĩa cử cao đẹp. Được sự quan tâm của các ban ngành và đặc biệt là hội khuyến học của huyện Chư Sê, thì năm học mới này thì nhà trường với sự đầu tư của hội khuyến học về vật liệu và cùng với sự góp công của nhân dân tại xã Chư Bơn thì đã đổ bê tông tại sân trường là Hố Bi với diện tích là 750 m2, và cũng thông qua hội khuyến học thì đã tài trợ cho trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng với số lượng là 2.000 cuốn vở cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường, rồi tập thể hội đồng sư phạm cũng như là hơn 600 học sinh của trường tiểu học trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng xin chân thành cảm ơn hội khuyến học Chư Sê. Về công tác xã hội hóa giáo dục, chi hội khuyến học, hội phụ huynh học sinh các trường học đã huy động 5 năm qua được 9 tỷ 500 triệu và 11 hộ hiến 8.860 m2 đất làm trường mẫu giáo ở Gia Tiêm và Chư Pơn. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, sự chỉ đạo của Hội khuyến học huyện Chư Sê, xã Gia Tiêm đã tiến hành tổ chức thành lập cái hội khuyến học của xã. Và hiện nay trên tất cả 15 thôn làng và các cái cơ quan thì đều đã có các cái chi hội khuyến học. Từ những cái thời điểm đã thành lập lên như vậy á, thì hiện nay á, là hội khuyến học đã tích cực xây dựng cái kế hoạch hàng năm á, là tiến hành tổ chức vận động để gây quỹ. Bình quân mỗi năm chúng tôi cũng có trên 20 triệu đồng về quỹ khuyến học. Từ cái nguồn kinh phí đấy á, là chúng tôi cũng đã tiến hành giúp đỡ cho nhiều cái con em của những cái gia đình khó khăn mà có cái tinh thần hiếu học, như là sách vở, quần áo, rồi xe đạp, phương tiện để mà giúp cho các cháu yên tâm trong cái việc học. Đại hội lần thứ 3 Hội khuyến học nhất trí và đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác khuyến học khuyến tài của huyện và thống nhất cao với nhiệm vụ mục tiêu trong 5 năm đến, phấn đấu đạt 100% chi hội khuyến học ở khu dân cư, 50% hoạt động khá, tốt trở lên, 50% số dân tham gia hội viên khuyến học. Từ nay đến năm 2021, phấn đấu mỗi năm quỹ khuyến học cấp huyện từ 150 đến 200 triệu đồng, các xã từ 40 đến 70 triệu đồng, thị trấn từ 80 đến 100 triệu đồng. Công tác khuyến học của huyện Chư Sê
đạt được những thành tích trong 5 năm qua, trước hết là nhờ sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là ủy ban nhân dân huyện, nên đã phong trào khuyến học của huyện là trở thành những phong trào rất là ổn định và bền vững. Cái thứ nhất ấy, là công tác tuyên truyền, vận động, làm cho tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện biết được công tác khuyến học hiện tại và xây dựng sao học tập. Vấn đề thứ hai là phải xây dựng cho được cái phong trào khuyến học từ dưới cơ sở, thôn, làng, tổ dân phố, nhà thờ, nhà chùa, dòng họ, đồng hương, các cơ quan, trường học có phong trào khuyến học hoạt động tốt, ổn định và bền vững. Cái thứ ba là làm công tác khuyến học là phải có quỹ, vận động quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức, mà đặc biệt là quan tâm đến con em đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa, kịp thời để nó đến trường, đến lớp và được đi học tất cả mọi con em học sinh, kể cả người nghèo của vùng sâu vùng xa đều được đến trường, đến lớp. Các vấn đề thứ tư là động viên khen thưởng kịp thời, là cán bộ làm công tác khuyến học là phải có tâm huyết, có nhiệt tình, có uy tín và có một cái tầm nhìn thì mới làm công tác khuyến học tốt được, phong trào nó ổn định và bền vững được. Kết quả đó đã được Trung ương hội tặng 18 kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học và 17 bằng khen. Tỉnh hội Gia Lai và hội khuyến học huyện tặng hàng ngàn giấy khen cho những tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài, các thầy giáo, cô giáo, học sinh giỏi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 5 bằng khen. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng hàng trăm giấy khen về hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác khuyến học. Mọi sự thành công chính đáng đều phải nhờ học hành. Vì để thành công một cách đàng hoàng, cần phải có kiến thức, mà kiến thức chỉ có được nhờ con đường học tập. Chính khuyến học là con đường để mỗi gia đình hạnh phúc, ấm no, giúp mỗi cá nhân thành đạt. Khuyến học sẽ giúp con người không chỉ thoát nghèo mà còn có thể giàu một cách chính đáng. Bởi vì nhờ hiếu học mà con người có được nghề nghiệp, có thu nhập cao và ổn định. Tài năng của mỗi cá nhân được tỏa sáng, có cơ hội để họ thỏa mãn ước mơ của mình. Trong nhà sẽ không có ly hôn, ngoài xã hội không có tệ nạn đáng tiếc, cái xấu, cái ác sẽ bị đẩy lùi. Cho nên khuyến học là kế sâu, rễ bền gốc, là cơ sở để thực hiện giáo dục quốc sách để quốc gia phát triển bền vững. Thế để nhìn nhận cái hoạt động của hội thì hàng năm huyện đã có cái sự theo dõi, chỉ đạo. Ngoài cái nguồn kinh phí mà xã hội hóa thì huyện hàng năm cũng cấp một lượng kinh phí nhất định để duy trì cái hoạt động của hội trong suốt thời gian vừa qua. Cụ thể tức là hàng năm thì hội khuyến học của huyện đã tài trợ cho những em đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, một em là đi thi đại học, trúng cử đại học khoảng 500.000, hoặc là dịp Tết và những ngày đầu xuân thì hội khuyến học sẽ cùng với ủy ban huyện tổ chức gặp gỡ các cái sinh viên trên địa bàn huyện về để nhằm động viên khích lệ các em để các em học tập được tốt hơn. Hội khuyến học huyện Chư Sê kể từ khi thành lập đến nay hoạt động rất là tốt trên địa bàn huyện, cùng với cái ngành giáo dục của huyện nhà để đưa cái chất lượng về học tập của ngành giáo dục đào tạo là đứng thứ nhì trên tỉnh này sau thành phố Pleiku. Từng đơn vị thì có cách làm khác nhau, nhưng mà riêng với Chư Sê thì hội khuyến học tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích của hội khuyến học Chư Sê trong 13 năm qua. Đây là một trong những đơn vị được cấp ủy đảng, chính quyền và các lực lượng xã hội quan tâm ủng hộ. Cái thành tích của hội khuyến học Gia Lai đạt được đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ở địa phương. Tính hiếu học của con em và khuyến học của nhà nước và xã hội đã cấu trúc thành guồng máy luân chuyển giúp nhau cùng phát triển cho những thế hệ kế tục của người Việt. Nó đã trở thành một truyền thống vì nó được toàn xã hội đồng nhất với những niềm hy vọng tốt đẹp nhất của nhân loại. Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người.